Xin kính chào toàn thể các bác. Hiện tại em vừa về hàng. Đây là cái củ nồi bát 18 inch gồm có hai mã sản phẩm là 18 TNW TNX 4000 và 18 inch, nhưng mà của RCF phiên bản là 600W một củ loa. Cái phiên bản 600W một củ loa này thì em đang nhận thanh lý, đấu giá thanh lý và bán hộ nha. Giá rất đẹp cho các bác nào mà thích chơi. N18P400. Con này là 18 inch, súp đơn. Củ nó bán 18 inch. Con này là 18 TNX 4000 này. Con này thì là có 600W công suất khởi chạy. Công suất chương trình 1002. Công suất peak là 2400 và con này là 1200W khởi chạy. Công suất chương trình là 2400 và công suất peak là 4800. Đấy, thì bây giờ em sẽ hạ xuống, tháo ra, unbox ra và các bác cùng xem nhé. Vậy em sẽ tả qua cho các bác là những cái củ nạo bát này có cái gì và con nào giá như thế nào. Thì em sẽ quay cho các bác cùng xem. Đây, trước mặt các bác đây là hai cái bát em đã vừa dỡ ra. Con này thì là dòng premium, tức là cao cấp. Đấy, mã là 18TNX4000 TMQC bát đạt quy chuẩn. Đấy, được chưa? Con này là từ 28 côn 125 và dual spider, tức là hai nhện. Con này thì màng của nó cực nặng. Đấy. Và con này thì là 18P400. Đấy, từ 22 côn 100. Nhưng con này thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Màng nhấn thì cũng khá là nặng như nhau. Đấy. Nhưng con này thì công suất thì chỉ có vào 600W công suất khởi chạy được nhá. 600W đấy. Thật đấy, không phải nói bốc vét đâu. Không phải là nói náo đâu. Bởi vì con này ngày trước em có từng lấy một thời gian đấy rồi, nhưng sau là toàn dùng công suất lớn quá. Toàn lấy cái loại gần như là dao mổ voi để đi giết gà kiểu kiểu ấy. Thì nó không hợp. Con này công suất thì đẩy bình thường đánh được. Các bác chơi gia đình thì ok. Còn các bác làm biểu diễn ngoài trời thì cân nhắc thật kỹ trước khi dùng loại này. Bởi vì nó lực đánh của nó không được lớn và công suất nó không yêu cầu lớn. Công suất bốc ga với công suất chương trình là qua có 1200 thôi. Và con này là công suất khởi chạy là 1200, công suất chương trình là 2400. Gần như là hai con này nó gấp đôi nhau. Gấp đôi về công suất. Đấy. Đấy là cái về phần của bát nhá. Về đồng gói bao bì thì ở đây là cái bao bì của cái mẫu giờ xếp ấy. Đấy. Đây này là N18P400 này. Bìa nó rất là nhẹ. Bìa của nó, bìa ngoài này chỉ có một cái bìa này thôi và bên trong là có một cái bìa đựng bát. Nó nhìn trông nó rất là mỏng manh. Và đây là cái bìa của con 18TNX4000 này. Bao bì của nó này. Nó gồm hai tấm như này, hai tấm này, một tấm nóc, một tấm đáy ở dưới, tấm đáy này. Một cái khuôn bằng bìa cứng này để giữ cho cái củ nó bát nó cân bằng. Đấy. Túi bóng và củ bát kia, đây là cái bao bì ngoài này. Nó đóng gói khác. Đóng gói khác khá nhiều. Thì trên đây này em tả qua cho các bác nhé. Tiền thì nó gần như là nó gần gấp đôi nhau. Nó gần gấp đôi nhau. Thay vì là các bác mua nó rẻ hơn được từ cái tiền thì các bác cân nhắc thật kỹ trước khi làm cái gì đấy. Về phần công suất thì em đã kể rồi. Con này là 1200 khởi chạy. Chương trình là 2400. Con này có 600 khởi chạy và chương trình là có 1200. Nếu như các bác sử dụng đẩy 1500, các bác đánh cái con bát này thì khuyên thật các bác là không nên dùng. Các bác chỉ nên dùng đẩy 1000 thôi là đánh được rồi. 800 đến 1000 thôi là các bác đánh cái bát này tít mù luôn. Càng đét đèn đẹp luôn. Tít mù luôn, nhảy tít mù luôn. Còn nhưng mà cũng cái công suất đấy mà các bác nắp sang vào cái bát này mà đánh thì nó gần như là không đủ để gãy ngứa. Không đủ gợi đòn. Nó nặng. Nó ăn công suất và nó thực sự nó là thế. Nó tốn công suất. Nhưng cái lực đánh của nó hai con này nó khác nhau khá nhiều. Con này thì khối lượng thùng để mà hợp với con này nó chỉ tầm 180 lít đổ về. Đấy, tức là cái thùng kiểu như là Martin ý, hay là 718. Các loại phổ thông thì được. Còn với cái thằng khốn nạn này, em phải gọi là thằng khốn nạn. Nó cực kỳ kén thùng. Thùng cơ bản để mà đánh cái bát này vào cái thùng mà đánh ra được cái chất, bản chất nó có vớ vẩn ý, thì nó cũng phải sử dụng mẫu như là Scope 18
hay gọi là mini scope 18. Cái thùng đó thì là nó giống cái mẫu P18 hay là P18XN mà hay là các cái mẫu XTRABAT mà ngày xưa em có hay bán ấy, thì nó khá là hợp với cái cụ bát củ chuối này. Đấy. Nói cái củ chuối là nói chê thôi nhưng mà thật ra nó hay. Và bây giờ thì em đã có được thùng để hợp với cụ bát này, đó chính là scope 18. Đây là cái scope, đây là cái scope này, scope 18 này. Bản lục và khối nước cộng hưởng là 280 lít. Đấy. Còn nếu như muốn mạnh hơn nữa và áp lực hơn nữa thì các bác có thể lựa chọn sang đó là Tupper Home hay gọi là TH118XN. Đấy. Cụ bát này nắp vào cái thùng này. Đấy. Giá thì nếu như cái nắp cả cụ bát này vào cái thùng scope này hay là cái thùng TH này thì giá loanh quanh nó chỉ có vào 11.800.000 và bao ship cho các bác. 11.800.000 và bao ship cho các bác. Nó hoàn chỉnh luôn, là cả thùng cả lưới e căng đầy đủ kia. Đấy, có e căng lưới kia. E căng lưới đây. Đấy. Lưới các bác có thể lựa chọn là lưới vải hoặc là lưới sắt không bọc vải. Đấy. Lưới sắt bọc vải hoặc lưới sắt không bọc vải tùy nhá. Và kích cỡ của cái thùng này thì rất là to và nó sẽ cho ra được cái chất tiếng mà nhiều con loa khác không làm được. Ví dụ ngày mai ngày kia em sẽ làm clip test này, một cái quả súp ép và một cái quả súp đơn được đánh tại 15m hoặc là 20m như thế nào để các bác cùng nghe thử nhá. Đây là đánh, gọi là đánh đến tiếng súp rồi. Nói không cần nhiều đâu để các bác so sánh. Thì trên đây là giới thiệu hai cái mẫu bát em về hàng. Giá thì bây giờ em sẽ báo như sau. Với đôi RCF này thì bên em đang bán với mức giá các bác không tưởng tượng được đâu. 3 triệu chưa ship. 3 triệu chưa ship nha, 3 triệu chưa ship. Và đây là giá bán hộ, không cần nhiều công, bán hộ thôi, qua tay nhanh. Thế thôi, thanh lý bán hộ với số lượng còn hơn 50 đôi. Một số anh em đã nhờ và bây giờ thì không vả. Đã nhờ, thường thường các bác gọi là có câu nhờ vả, nhưng nhờ thì em không vả. Nhờ mà vả thì vỡ mồm, gãy hết răng. Nhờ là phải giúp. Còn riêng với cái mã này thì không có chuyện giảm giá. Và giá vẫn như cũ là 5 triệu rưỡi một cặp và bao ship. Đấy. Nha các bác nha. Nói thì nói rồi. Con này thì phí ship của một đôi này thì nó chỉ khoảng tầm 300 nghìn thôi. Tức là tổng cộng là chỉ có tầm 3 triệu 3 một đôi nha. 3 triệu 3 một đôi RCF này. Với cái mã hiệu sản phẩm đây. Với cái mã hiệu đó là 18 P400. Thanh lý hộ các bác. Thanh lý hộ một ông chủ hàng người quen. Giá rất rẻ. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời em bán cái hàng đắt với hàng rẻ, em so sánh luôn hàng đắt với hàng rẻ. Và em nói luôn đấy, công suất có 600W rồi các bác về liệu được mà đánh. Không, các bác về đánh một tí khói um nên các bác lại bảo em bán đồ đẻo, không phải đâu. Công suất của nó chỉ có 600W thôi. Đấy. Để cho các bác nhìn xem nhá. Đây em sẽ đặt ngược lại. Khung xương thì là dựa trên khung xương của RCF. Con này là nó đằng sau là có 6 lỗ tỏa khí toàn nhiệt, một lỗ to. Và cái con này từ 2100. Nhưng mà thép từ của nó thì nó chỉ đến đây thôi. Bản này là bản 600W. Với cái bản 900W thì loại khác, nó sẽ nặng hơn. Và bên trong này thì nó có một cái khung nhôm, vòng nhôm nó tiện bằng máy CNC và đúc. Và nó được ghép trong đây, khép với cái công nghệ là ghép nhiệt. Tức là cái vòng nhôm của nó là bên nhà sản xuất họ sẽ nung cho nó nóng lên. Và cái tấm thép này họ sẽ đưa làm cho cái nhiệt độ nó thấp xuống. Khi hai nhiệt độ nó chênh lệch nhiều thì nó cái độ thì lại co giãn nó sẽ có. Và ghép vào trong này là không sử dụng keo, không sử dụng bất cứ một tí keo nào hết. Đấy, gọi là khóa nhiệt, khóa bằng nhiệt. Một cái nóng và cái lạnh gặp nhau xong rồi để nó tự động nó về lại trạng thái bình thường thì hai cái nó sẽ bám chặt vào nhau và không có dùng một tí keo nào hết. Đấy. Và cái đó thì là sẽ sử dụng cho cái đời từ 900W đến 1000W. Với củ RCF, cũng là củ RCF này, nhưng con này là cái dòng phân khúc này chỉ có 600W thôi thì nó như này. Với cái bản 900W thì nó sẽ nặng hơn và không phải là cái nam châm nó như này. Và 900W thì công suất nó sẽ lớn hơn. Công suất nó lớn hơn là 900W rồi và giá nó sẽ khác. Không phải nó loại như này. Con đó là màng nó sẽ dày hơn cái màng này rất nhiều nhiều. Các bác sờ màng thì như nhau, nhưng mà cái độ gọi là độ nhún màng, cái độ chịu tải trọng trên cái màng thì nó sẽ nặng hơn, tốt hơn.
Đấy. Con này thì có từ 28 của 125 thì em có hai mã của từ 28 của 125. Một là cái đời này 18 TNX 4000. Với cái đời hai nữa thì là QP18 trừ 025 hay là 021 gì đấy, em không nhớ mã. Nhưng cái màng của nó cũng tựa tựa này, con ý là 1500W. Màng là bằng giấy, không có tráng phủ chống nước này đâu. Khung xương thì nó sẽ bóng hơn và từ nam châm nó sẽ dày hơn con này một tí và nặng hơn con này một tí nữa. Nên là công suất nó sẽ lớn hơn, con ý nó sẽ bằng 1500W công suất khởi chạy. Con này chỉ có 1200 thôi. Đây là nói rõ luôn nhá, không phải các bác là bảo là em bán hàng quần áo đâu. Bởi vì em biết rõ về cái loa công suất của nó như nào thì em sẽ tả như thế chứ em không giống nghề. Với từ thường 1200W là các bác đã gọi là kén trọn đầy rồi. Đấy, còn với từ thường mà nó còn có 600W thì gần như con này nó chỉ phục vụ trong là không gian diện tích vừa và nhỏ. Và áp lực công suất âm thanh của nó ra thì nó cũng không được lớn lắm. Nó chỉ gọi là đủ nghe thôi. Còn nếu mà như cái loại này các bác có thể đánh bỗ bã được, đánh DJ nhạc sàn quán bar vũ trường, hoặc là đánh đám cưới, hoặc là đánh chương trình ngoài trời lớn có thể chơi được. Với một cấu hình xúc đơn như là cái bát này nó vào thùng này. Đấy, cái bát này có thể nắp vào TH118N hoặc là SC118N đều được hết. Còn với cái củ RCF này thì nắp vào cũng có thể đánh được nhưng mà nó công suất nó nhỏ và nó không ra được hết chất ở trong các cái thùng lớn này. Những cái thùng lớn này nó chỉ hợp với những củ nó kén trọn thùng như các bạn này. Đấy, cái con thằng khốn nạn này này, kén trọn luôn. Đây, cái con 18 TNX4000 này. Cái gọi là thằng khốn nạn này nó kén trọn luôn. Còn đây coi như là anh bạn dễ tính. Đấy. Ok, video thì giới thiệu ở đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Em sẽ giới thiệu nói rõ và tỉ mỉ hơn cho các bác xem một số dòng cụ nó khác. Bên em có rất nhiều và có cực kỳ nhiều những sản phẩm khác đang chờ các bác săn đón và tìm mua. Đấy.